Thế giới đa sắc màu, mỗi xứ sở, mỗi miền đất đều mang trong mình những nét đặc sắc riêng. Những hiệp sĩ dũng mãnh, những con người cá tính, mạnh mẽ nhưng tinh tế, tài hoa và giàu tình cảm là những nét bản sắc riêng không trộn lẫn của xứ Catalan, Tây Ban Nha. Và cách xa nơi đó hàng ngàn dặm, tại nơi đây, chúng tôi cùng ước mơ xây dựng một cộng đồng, nơi hội tụ của những con người với trái tim luôn thổn thức, với ý chí mạnh mẽ, tràn đầy khát khao chinh phục để tạo ra những giá trị vật chất tinh thần đặc sắc mang bản sắc riêng bằng trí tuệ, sự sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa khéo léo của người Việt. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện kể về nơi đây, công ty cổ phần Catalan. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Ngày 3 tháng 4 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký quyết định số 448 QĐ-UBND đồng ý cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 30 hectare đất tại khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát. Được sự cho phép của các cơ quan chức năng, ngày 10 tháng 8 năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Đô chuyển trụ sở làm việc từ Hà Nội về Bắc Ninh và chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Catalan. Từ vùng đất chua chũng, mặt bằng thi công xây dựng không thuận lợi, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần ngày đêm bám công trường của tập thể lãnh đạo và gần 300 cán bộ công nhân viên, sau 1 năm 1 tháng, vào ngày 26 tháng 5 năm 2008, nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp công suất 9 triệu mét vuông sản phẩm một năm do Công ty Cổ phần Catalan làm chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động. Sản phẩm gạch ốp lát thương hiệu Catalan, Titani đã bắt đầu có mặt trên thị trường. Trên hành trình vạn dặm luôn có những biến cố khó khăn khôn lường, đòi hỏi bản lĩnh, sự thông tuệ của người thuyền trưởng cùng ý chí hành động của cả tập thể. Ngay khi những sản phẩm gạch ốp lát đầu tiên của Catalan có mặt trên thị trường, thì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 nổ ra, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế và ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng đó. Với một doanh nghiệp còn non trẻ như Công ty Cổ phần Catalan thì khó khăn càng thêm bội phần. Và một lần nữa, bản lĩnh của những con người Catalan lại được khẳng định: đoàn kết, sẻ chia, phát huy tinh thần nội lực là vô tận. Catalan đã từng bước vượt qua những khó khăn và khẳng định được vị thế trên thị trường. Như các bạn đã biết, từ khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Catalan cũng không nằm ngoài trong sự ảnh hưởng đó. Trong giai đoạn này, Catalan phải tìm ra cho mình những lợi thế để có thể cạnh tranh được trên thị trường. Catalan có những lợi thế rất căn bản. Catalan nằm ở vị trí giao thông thuận lợi. Catalan đầu tư thiết bị đồng bộ, hiện đại và tiên tiến. Catalan có đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ kỹ thuật, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và quyết liệt trong sản xuất kinh doanh. Với tiêu chí sản phẩm nói, đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường, Catalan tuân thủ sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu, Ý và Tây Ban Nha cùng với know-how tổng thể của hãng Sacmi để sản xuất ra sản phẩm chất lượng châu Âu, giá thành hợp lý, phù hợp với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhằm phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân, tăng tính chủ động sáng tạo của các phòng ban bộ phận, Catalan lựa chọn mô hình quản lý trực tuyến chức năng. Ở đó, mỗi người lao động được phân giao nhiệm vụ theo yêu cầu công việc và chức năng chuyên môn cụ thể. Việc thu hút nhân tài, tận dụng các nguồn lực xã hội, công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy vai trò luôn được Catalan quan tâm đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, hàng chục lượt cán bộ công nhân viên của Catalan được tham gia các lớp đào tạo tập huấn tại Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý hệ thống, ngay từ những ngày đầu thành lập, Catalan đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình quản lý ISO. Đến tháng 10 năm 2011, Catalan được tổ chức đánh giá chứng nhận BSI, công nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
Như vậy, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, trách nhiệm và gần 1.000 lao động lành nghề là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của công ty sau này. Catalan là một trong những nhà máy đầu tiên của Việt Nam được đầu tư bài bản với know-how tổng thể của hãng Sunny Italia. Nhà máy được chia thành các khu vực, nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, hồ sinh thái, khuôn viên cây xanh, đường giao thông nội bộ và khu vực sân bãi xuất hàng. Tất cả tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, cho phép tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị và không gian nhà xưởng. Với định hướng phân khúc sản phẩm khá và cao cấp, tập trung sản xuất các dòng sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Phương án thiết bị mà Catalan lựa chọn là dây chuyền đồng bộ hiện đại nhất của hãng Sacchi Italia. Đó là công nghệ nung nhanh, nung một lần đối với sản xuất gạch lát nền và nung nhanh nung hai lần đối với sản xuất gạch ốp tường. Công nghệ nung bằng khí gas tự nhiên CNG tuần hoàn và tiết kiệm nhiệt góp phần bảo vệ môi trường. Công nghệ in kỹ thuật số của Dust System Italia, công nghệ mài đánh bóng nano của Keda, công nghệ đóng hộp tự động của Dinovo và một số thiết bị phụ trợ khác được nhập khẩu từ các nhà sản xuất uy tín tại Anh, Mỹ, Bỉ và Nhật Bản. Nhất liệu nhì nung là kinh nghiệm được đúc kết từ lâu trong sản xuất gạch ốp lát. Ý thức được những giá trị căn bản, cốt lõi để tạo nên sản phẩm chất lượng, Catalan đã xây dựng khu lưu chứa nguyên liệu chiến lược, đảm bảo dự trữ nguyên liệu chính cho sản xuất ổn định tối thiểu một năm. Bên cạnh đó, với định hướng sản phẩm nói, chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết khẳng định thương hiệu và uy tín trong sản xuất kinh doanh. Suốt 10 năm qua, trên 90% nguyên liệu Philip men màu của Catalan được nhập khẩu trực tiếp từ Colombia, Tây Ban Nha. Cùng với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, ISO 13006-2012, bàn tay và khối óc của những người thợ Catalan đã tạo nên những series sản phẩm porcelain nhãn hiệu Catalan Titan đạt tiêu chuẩn BSEN 14411-2006 tiêu chuẩn châu Âu với các kích thước 800 x 800mm, 400 x 800mm, 600 x 600mm, 300 x 600mm, 255 x 780mm Silver Effect siêu mỏng cũng như đa dạng các sản phẩm ceramic kích cỡ khác đầy sắc màu tinh tế, thiết kế hòa trộn nét cổ điển và hiện đại nhưng mạnh mẽ và cá tính, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm. Làm cho người và làm cho mình là một trong những mục tiêu và tư tưởng xuyên suốt hành trình mà Catalan lựa chọn. Với lý tưởng đó, Catalan trân trọng và cảm ơn hệ thống trên 40 nhà phân phối cũng như các bạn hàng ở khắp các tỉnh thành của đất nước đã đồng hành, chia sẻ cùng Catalan trên hành trình một thập kỷ qua. Để có được những thành công là nhờ một phần rất lớn ở sự hợp tác bền vững của Catalan với các đối tác. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, một khách hàng thân thiết của Catalan, chia sẻ những suy nghĩ khi lựa chọn hợp tác cùng Catalan. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản và thi công xây lắp trên thị trường, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị chúng tôi rất chú trọng tới cái chất lượng và mỹ thuật của các cái công trình, các ngôi nhà mà chúng tôi đưa ra thị trường. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các sản phẩm gạch ốp lát, các sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm sản xuất trong nước. Thì qua tìm hiểu và tham quan nhà máy thì chúng tôi được biết là Catalan có một cái dây chuyền sản xuất nhập khẩu đồng bộ của Italia với hệ thống kỹ sư và công nhân lành nghề, và Catalan có một cái hệ thống các phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và các cái sản phẩm thành phẩm đầu ra. Trong quá trình sản xuất thì Catalan còn có một cái điều kiện rất là hấp dẫn với các khách hàng, đó là Catalan đồng ý sản xuất những lô sản phẩm mà do các kiến trúc sư của chủ đầu tư đặt hàng theo mẫu mã của mình. Các sản phẩm của Catalan đưa ra thị trường thì đạt được các cái tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, kích thước chuẩn, độ phẳng, độ bền của men và đặc biệt là mẫu mã cũng rất là phong phú. Mặc dù như vậy thì giá cả của gạch ốp lát Catalan rất là cạnh tranh.
Sau những quá trình tìm hiểu đấy, chúng tôi đã quyết định chọn gạch cốt lát Ca Tăng sử dụng cho các cái công trình của UDIC. Sau nhiều năm sử dụng thì đến nay các cái sản phẩm của Ca Tăng trên các công trình của UDIC thì vẫn còn giữ được chất lượng rất tốt, được khách hàng rất là khen ngợi. Những ngày này và thời gian tiếp theo chúng tôi vẫn chắc chắn tin tưởng rằng là chúng ta sẽ lựa chọn gạch Ca Tăng cho các công trình của UDIC. Phát triển bền vững có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường, với xã hội. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Catalan luôn ý thức và xác định rõ trách nhiệm đó thông qua những hoạt động như tập trung đầu tư công nghệ xanh, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải liên hoàn, đầu tư hệ thống khuôn viên cây xanh, xây dựng khu nhà ở công nhân Catalan, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tích cực cùng các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia các hoạt động xã hội, hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà ở tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, khuyến học. Không ngừng sáng tạo, nghiên cứu cải tiến đổi mới về quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và xã hội, công ty đã đạt được nhiều thành tích. Giải bạc chất lượng quốc gia năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2016. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và nhiều giải thưởng danh giá khác. Trong đó có danh hiệu Doanh nhân Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng cho vị thủ lĩnh tài ba của Catalan năm 2014. Mục tiêu quan trọng mà Catalan hướng đến là tạo ra những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, phù hợp với thị trường nhưng mang bản sắc riêng biệt của Catalan, thân thiện với môi trường, đồng thời sản xuất kinh doanh một cách có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Để có thể đạt được mục tiêu đó, Catalan cần những định hướng chiến lược rõ ràng. Chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của ông Cao Viết Xứng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để hiểu rõ sứ mệnh, mục tiêu, hướng phát triển Catalan sẽ thực hiện trong thời gian tới. Hiện nay trên thị trường thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng, ngành vật liệu xây dựng và sản xuất gạch ốp lát phát triển mạnh, đặc biệt đối với Việt Nam trong những năm gần đây có thể nói là phát triển nóng, thiếu quy hoạch của ngành. Đứng trước tình hình đó, Catalan phải có những cái sản phẩm lách kênh tạo cầu, đó là những sản phẩm có tính riêng biệt, chất lượng cao, có thể thay thế cho hàng nhập khẩu từ các nước phát triển. Để làm được điều đó, chắc chắn rằng Catalan phải có hội tụ được những điều kiện cần và điều kiện đủ. Catalan đầu tư máy móc thiết bị hiện tại luôn được cập nhật các công nghệ tiên tiến của châu Âu. 100% nguyên liệu của các hãng nổi tiếng trên thế giới có chất lượng và có được tính ổn định cao từ Ý và Tây Ban Nha. Nguyên liệu thô được dự trữ ổn định, có thể sử dụng cho sản xuất từ 2 đến 3 năm. Catalan có đội ngũ nghiên cứu phát triển luôn được đào tạo và tiếp cận với những thiết bị công nghệ mới. Có đội ngũ thiết kế luôn sáng tạo mẫu mã mới phù hợp và định hướng được thị trường. Có đội ngũ quản lý nhiệt huyết, tâm huyết, tính chuyên nghiệp và chủ động cao để cho Catalan phát triển bền vững. Ngoài vấn đề về sản phẩm mang giá trị cao cho người tiêu dùng, Catalan còn quan tâm đến đời sống người lao động dần dần ổn định, đầy đủ đối với cán bộ công nhân viên đã từng cống hiến và làm việc tại Catalan. Bản lĩnh, quyết đoán, dám đi hết con đường theo lý tưởng, mục tiêu đã lựa chọn, cùng quan điểm hành động tạo ra kết quả. Kết quả ngày hôm nay có thể chưa tốt, nhưng chắc chắn ngày mai sẽ tốt. Thách thức là cơ hội, tất cả. Tạo nên một Catalan khác biệt, nhưng chuyên nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, xứng với niềm tin Việt.